Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Chúa ở cùng anh chị em. Anh chị em, lời Chúa ngày hôm nay thuật lại việc Chúa đi giảng đạo ngay tại làng quê mà không được đón nhận. Chúng ta dâng lễ xin Chúa tha thứ nhiều lần chúng ta không đón nhận Chúa, và xin cho chúng ta đổi mới cuộc sống để khiêm nhường lắng nghe tiếng Chúa nói trong cuộc sống của chúng ta mà đổi mới cuộc sống mình. Chúng ta dâng lễ hợp ý cầu nguyện cho bà Maria A Trần Thị Bền nhân ngày giỗ để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con. Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời và bình an dưới thiên cho người thiện tâm. Chúng con ca ngợi Chúa. Chúng con chúng tùng Chúa. Chúng con thờ lạy Chúa. Chúng con tôn vinh. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy Con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là Con Đứng Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhầm lời chúng con cầu khẩn. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng tối cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang, Đức Chúa Cha. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, nhờ Con Chúa hạ mình xuống, Chúa đã nâng loài người xa ngã lên. Xin đồng ban cho các tín hữu Chúa niềm vui thánh thiên này. Chúa đã thương cứu họ ra khỏi vòng nô lệ tội lỗi. Xin cùng cho họ được hưởng phúc trường sinh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiền tri cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
trích sách tiên tri Ezekiel. Trong những ngày ấy, sau khi nói với tôi, thần linh nhập vào tôi và đỡ tôi đứng dậy. Tôi nghe người nói với tôi rằng: hỡi con người, ta sai ngươi đến với con cái Israel, đến với dân nổi loạn phản nghịch ta. Chúng và cha ông chúng vi phạm giao ước của ta cho đến ngày nay. Ta sai ngươi đến để nói với những con cái dày mặt cứng lòng rằng: Chỗ là Thiên Chúa phán như vậy, hoặc chúng nghe, hoặc chúng không nghe, vì đây là bọn phản loạn, và chúng sẽ biết rằng giữa chúng có một tiên tri. Đó là lời Chúa. Con ngước mắt lên nhìn Chúa, Ngài ngự trị ở cõi cao xanh. Kìa, như mắt những người nam tôi tơ nhìn vào tay các vị chủ ông. Như mắt của những người tỳ nữ nhìn vào tay các vị chú bà, mà chúng tôi cũng nhìn vào Chúa, là Thiên Chúa của chúng tôi như thế, cho tới khi người thương xót chúng tôi. Nguyện xót thương, lạy Chúa, nguyện xót thương, vì chúng con đã bị khinh dễ chệ qua đôi. Linh hồn chúng con thật là no ngay lời chê cười của tôi giàu sang, nỗi mê thị của lũ kiêu căng. Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrintô. Anh em thân mến, để những mặc khải cao siêu không làm cho tôi tự cao tự đại, thì một cái dầm đâm vào thịt tôi, một thần sứ của Satan vả mặt tôi. Vì thế đã ba lần tôi van nài Chúa để nó rời khỏi tôi. Nhưng người phán với tôi rằng: ơn ta đủ cho ngươi, vì sức mạnh của ta được tỏ bày trong sự yếu đuối. Vậy tôi rất vui sướng khoe mình về những sự yếu hèn của tôi, để sức mạnh của Đức Kitô ngự trong tôi. Vì thế tôi vui thỏa trong sự yếu hèn của tôi, trong sự lăng nhục, quẫn bách, bắt bớ và khốn khó vì Đức Kitô. Vì khi tôi yếu đuối, chính là lúc tôi mạnh mẽ. Đó là lời Chúa. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcu. Khi ấy Chúa Giêsu trở về quê nhà và các môn đệ cùng theo người. Đến ngày Sa-bát, người vào giảng trong hội đường và nhiều thính giả sửng sốt về giáo lý của người nên nói rằng: bởi đâu ông này được như vậy? Sao ông khôn ngoan được như vậy? Bởi đâu tay người làm được những sự lạ thế ấy? Ông này chẳng phải bác thợ mộc, con bà Maria, anh em với Giacôbê, Giuse, Giuđa và Simon sao? Chị em ông không ở với chúng ta đây sao?
và họ vấp phạm vì người. Chúa Giêsu liền bảo họ, không một tiên tri nào mà không bị khinh bỉ ở quê hương, gia đình, họ hàng mình. Ở đó người không làm phép lạ nào được, ngoài trừ đặt tay chữa vài bệnh nhân, và người ngạc nhiên vì họ cứng lòng tin. Người đi rảo qua các làng chung quanh mà giảng dạy. Đó là lời Chúa. Cộng đoàn phụng vụ và thiếu nhi các con thân mến, hôm vừa rồi cha nằm mơ thấy Đức Thánh Cha lại đến thăm Hòa Tân. Và rồi lúc đó thì tất nhiên là ai cũng vui cả, ít khi mơ lắm, nhưng mà hôm rồi lại mơ thấy Đức Thánh Cha đến thăm xứ Hòa Tân này. Và các con thử nghĩ xem coi, nếu mà Đức Thánh Cha đến đây thì làm sao? Thì phải nói được là đường đằng trước đây nó kẹt cứng lại luôn. Bởi vì nếu mà Đức Cha đến thì còn lớn, còn nếu Đức Thánh Cha mà đến thì Sài Gòn rồi Hà Nội rồi Huế họ sẽ đổ vào đây, để mà ít ra được nhìn thấy Đức Thánh Cha một cái. Và lúc đó không còn chỗ để mà đi vào được nữa, lúc đó phải mở rộng đường này ra, phải gấp cả 10 lần để mới đủ chỗ. Nhà thờ này thì người ta đạp nhau mà chết quá. Mà rồi đây là Đức Thánh Cha. Còn trong phúc âm ngày hôm nay thì Chúa nói về Chúa Giêsu thì phải lớn hơn Đức Thánh Cha bội phần. Thế nhưng mà khi Chúa đến thì lại không được đón tiếp. Người ta lại thấy ông này nói thì hay đây, nhưng mà ông này là cái ông thợ mộc hôm trước đóng cái bàn cho tôi đây mà. Ông này là cái ông đóng cái tủ cho tôi đây. Thành ra là vì nhìn thấy cái bề ngoài mà không biết được cái bề trong. Và đây có một câu chuyện hay ở bên Trung Quốc, cũng nói về cái chuyện là đánh giá người ta theo cái bề ngoài. Các con có biết sự tích con thỏ ngọc ở trên mặt trăng không? Hôm đấy là Ngọc Hoàng muốn biết dân ở dưới trần gian này sinh sống ra làm sao, mới sai một ông tiên để xuống để xem coi ai tốt ai xấu. Thế thì ông tiên này mới giả dạng làm một người ăn xin, già yếu, ăn mặc rách rưới, rồi đi lang thang. Và một buổi chiều thì đêm đông mưa lạnh, ông đến xin ăn và xin trọ. Nhà đầu tiên mà ông gõ cửa thì bên trong đó là một con chó sói. Hé cửa nhìn ra thấy ông lão già nua rách rưới, chó sói nó nhe răng nhe nanh ra, rồi nó sủa gầm lên, rồi nó xù lông lên. Thế là ông sợ hãi chạy đi. Cái nhà thứ hai mà ông đến là nhà một con cáo. Cáo thì nó nhỏ hơn chó sói, cho nên là nó không có dữ tợn, mà nó chỉ có gọi là nhe răng ra nó chửi. Và cuối cùng đó thì ông chẳng xin được gì cả, chỉ nghe chửi thôi. Ông mới đi sang một cái nhà thứ ba, lúc đó trời mưa lạnh rồi. Và ông có một căn nhà nhỏ, té ra trong đó có một con thỏ trắng. Ông thấy ông run rẩy dưới mưa thì thỏ mời ông vào ngay. Ông vào đây cho nó ấm, rồi sau đó dẫn ông đến bên đống lửa, rồi đưa cho ông quần áo để mặc. Rồi quần áo ông ướt thì hong trên đống lửa cho nó khô đi. Ông lão rên rỉ: này thỏ ơi, tôi đói quá, cậu có gì cho tôi ăn không? Nếu không tôi chết mất. Thỏ nghe vậy thì: vâng, mùa đông năm nay kéo dài quá. Rồi để chạy vào, rồi chạy ra, chẳng còn rau cỏ cháu dự trữ, ăn hết rồi. Nhưng mà ông yên trí đi, thế nào cháu cũng tìm được cái cho ông ăn. Rồi sau đó thì thỏ chất thêm củi vào đống lửa. Và ông thì ngồi đó để chờ đợi. Cái tự nhiên ông chưa biết làm gì thì thỏ nó nhảy ngay vào đống lục củi.
đống lửa cháy ngùn ngụt. Rồi chẳng mấy chốc sau, thế là ông ngửi thấy mùi thơm của thịt thỏ bay ra cả căn nhà bé bỏng. Thì ra là con thỏ nó tự nguyện, nó trở nên món ăn cho ông già ăn xin. Nó nhảy vào đống lửa để cho thịt nó chín đi, nó thơm lên rồi là ông mới có cái mà ăn. Và ông lão sau đó thì về trình với Ngọc Hoàng. Ngọc Hoàng liền cho Triệu Sói với Cáo về trời. Cả hai đều bị trừng phạt nặng nề, còn con thỏ thì được khen tưởng cho ở trên cung trăng. Cho nên là ta thường hay gọi là thỏ ngọc ở cung trăng, đó là cái cung của thỏ. Đây là một câu chuyện cổ tích, thế nhưng mà rồi qua đó nó đưa ra cho chúng ta một cái để đáng để suy nghĩ. Đó là chúng ta thường đánh giá người ta theo cái bên ngoài mà đâm ra bỏ lỡ nhiều cơ hội. Và ngày hôm nay cũng vậy, không có lúc nào mà Chúa bỏ rơi chúng ta cả. Chúa vẫn đến với chúng ta. Ngày xưa người ta nếu mà biết là Chúa đến thì đón Chúa, rồi và nghe được những lời giảng dạy, rồi được Chúa làm phép lạ cho điều này điều kia mà Phúc Âm thuật lại. Ngài ở đó Ngài không làm phép lạ nào được, ngoài trừ đặt tay chữa vài bệnh nhân. Và như vậy hằng ngày chúng ta cũng bỏ lỡ nhiều cơ hội lắm, không tiếp đón Chúa. Ta bịt mắt không nhìn thấy là cái gì vậy? Thấy có một người khổ cần giúp đỡ mà ta không giúp, thì như vậy là ta đã không nhìn thấy Chúa rồi. Rồi riêng thiếu nhi các con, Chúa nói với các con qua cha mẹ này, qua thầy cô này, qua các anh chị lớn này, mà các con không nghe, vậy là các con không nhận ra Chúa rồi. Rồi những người trên nói với các con thì các con lắng nghe. Rồi Chúa còn nói với các con nữa trong tâm hồn của mình, khi các con đang định lấy trộm cây viết của bạn, cái tự nhiên là có tiếng Chúa nói đừng lấy, đừng lấy. Nhưng mà rồi các con lại thấy cây viết ngon quá, cho nên là nhất định lấy. Tức là lúc đó Chúa đến giảng mà các con bịt tai lại, không thèm nghe nữa. Vậy thì làm sao đây? Trong Phúc Âm Chúa nói, người đi rảo qua các làng chung quanh mà giảng dạy. Thì đúng là như vậy, có những người muốn nghe mà không có Chúa, còn Chúa nói mà chúng ta không thèm nghe, cho nên Chúa phải đi chỗ khác. Và để được gặp Chúa thì chúng ta cần có một cái đức tin mạnh mẽ. Làm sao vậy? Là lúc nào cũng có thể thấy Chúa đang ở ngay bên cạnh mình. Ví dụ như các con bị đau thì thấy làm sao? À, bị đau như vậy này là một cách mà để nên giống Chúa hơn. Trong bài đọc 2 các con nghe ông Phaolô nói chuyện đó, để cho tôi khỏi tự cao tự đại, thì Chúa đã cho một cái dầm đâm vào thịt tôi, một thần sứ Satan vả mặt tôi. Và khi mà các con bị đau, hay là ví dụ như là ở ngoài trường mà đạt điểm bị ở lại lớp chẳng hạn, thì đây là cái lời Chúa nói với các con đừng có lười nữa. Rồi bị đau thì Chúa bảo đừng có chơi nắng chơi mưa nữa, nhiều lắm. Nhưng mà rồi cái điều quan trọng đó là ta cần phải có cái sự khiêm nhường. Và Chúa qua lời Thánh Phaolô đã nói để tôi khỏi tự cao tự đại, thì Chúa để một cái dầm đâm vào thịt tôi. 3 lần tôi nài van nài Chúa để nó rời khỏi tôi, nhưng người phán với tôi rằng ơn ta đủ cho con. Ta có gặp sự khó nào Chúa ban ơn cho ta hết. Cho nên đừng có bảo là Chúa quên tôi rồi, lạy Chúa quên con mất rồi. Không, Chúa chẳng quên đâu. Nhưng mà cái người khiêm nhường là cái người nhận ra cái tiếng Chúa nói dễ dàng hơn. Một trong những trẻ mà khiêm nhường, mà nhờ khiêm nhường mà được Đức Mẹ hiện ra đó, các con biết là ai không? Là Bernadette. Bernadette được Đức Mẹ hiện ra, không ai tin cả, kể cả cha sở cũng không tin. Nhưng cuối cùng thì mọi người đã tin. Và Đức Mẹ hiện ra ở Lộ Đức, là Đức Mẹ quan thầy của giáo họ Lộ Đức đó, hiện ra với một em bé. Mà vì em bé đó là người khiêm nhường. Mà khiêm nhường làm sao? Là sau này, lúc đó người ta đã có hình chụp rồi, người ta chụp hình Bernadette đang quỳ cầu nguyện ở trước hang Lộ Đức đó, xong đưa cho Bernadette xem.
rồi người ta bán hình đó cho người này cho người kia. Các con nghĩ làm sao nếu mà người ta bán hình của mình, ai cũng đòi mua cái hình của mình thì nó khoái lắm chứ phải không? Nhưng mà Bernadette thì người ta đưa cho xem cái hình đấy thì Bernadette là không nhận và rồi cất, rồi bảo là không vui bởi vì khiêm nhường. Rồi có một lúc đó sau này thì Bernadette vào tu ở một dòng kín. Người ta hỏi Bernadette này, chị có hãnh diện vì ngày xưa không? Rồi chị, bây giờ chị ở một mình trong nhà kín đi tu như vậy thì làm sao? Bernadette mới trả lời, hỏi lại cái người kia đó, là cái chổi khi mà mình dùng xong rồi đó thì mình để nó ở đâu? Người kia nói là cái chổi dùng xong rồi thì mình bỏ nó vào trong xó bếp. Bernadette trả lời, em cũng là cái chổi thôi mà Đức Mẹ dùng xong rồi thì bỏ vào trong cái xó bếp này. Và thực sự là một con người khiêm nhường. Chúng ta dâng lễ tạ ơn Chúa đã lúc nào cũng đến với chúng ta, mà cái sự kiêu căng, tự cao, tự đại, thấy mình là hay là giỏi, làm cho Chúa không đến được. Thánh Phaolô đã, Chúa để cho một cái thử thách để cho khiêm nhường. Rồi lời Chúa ngày hôm nay, Chúa mời gọi chúng ta hãy sống khiêm nhường, tự hạ, để rồi qua đó ta gặp được Chúa luôn. Và một trong những dấu hiệu cho biết được gặp được Chúa luôn đó là ta sống luôn trong cái niềm vui. Bất kỳ hoàn cảnh nào mà đều người khiêm nhường đều thấy đây là cái việc Chúa làm, đây là cái điều Chúa muốn. Và người khiêm nhường vui, vui trong mọi hoàn cảnh, mọi sự khó. Lạy Chúa Giêsu, ngày xưa Chúa đến mà không được tiếp đón, xin cho chúng con có một tâm hồn khiêm nhường để đón tiếp Chúa. Và chúng con sẽ có được niềm vui mà Chúa ban cho những ai gặp được Chúa trong cuộc sống của mình. Amen. Tôi tin kinh Đức Chúa Trời là Cha phép tăng vô. Là Chúa chúng tôi bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống ngài xin đổi lại Maria đồng trinh chịu nan thời quan phong Siêu Phi La Tu chịu đóng đinh trên cây thánh giá trên và tán xác xuống gùng tù tung. Ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tăng vô cùng. Ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có hội thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công. Tôi tin phép tha tội, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống vậy. Amen. Anh chị em thân mến, tính kiêu ngạo tự mãn luôn gây trở ngại cho việc đón nhận ơn Chúa. Trong tâm tình khiêm tốn, chúng ta chân thành nguyện xin: ơn ta đủ cho con, xin cho các chủ chăn trong hội thánh luôn đứng vững trước những khó khăn thử thách và kiên trì nhẫn nại phục vụ đoàn chiên. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Ông này chẳng phải con bác thợ mộc, con bà Maria sao? Xin cho anh chị em công nhân đang vất vả mưu sinh hàng ngày không quên hướng lòng về Chúa và tìm kiếm người để Chúa nên sức mạnh nâng đỡ họ trong cuộc sống hàng ngày. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Tôi vui thỏa trong sự yếu hèn của tôi, trong sự lăng nhục quận bách bắc bớ. Xin cho mọi người trong giáo xứ chúng ta
luôn khiêm tốn tín thác vào quyền năng của Chúa, để kiên vững sống đức tin trong mọi nghịch cảnh, hầu làm chứng cho tin mừng của Chúa giữa dòng đời. Xin Chúa nhầm lời chúng con. Lạy Chúa, ốc thành kiến làm chúng con có cái nhìn sai lệch và bất công với anh chị em chung quanh. Xin cho chúng con biết mở rộng cõi lòng và vòng tay với tâm tình khiêm tốn phục vụ, để đón nhận anh chị em như Chúa đón nhận chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Anh chị em hãy cầu nguyện đầy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Để ca tụng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa toàn năng hằng hữu, xin Chúa dùng của lễ chúng con dâng tiên để thanh tẩy và hướng dẫn chúng con, cho chúng con ngày càng biết sống thân tình với Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chi Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đau và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Tuy Chúa không cần chúng con ca tụng, nhưng việc chúng con cảm tạ Chúa lại là một hồng ân Chúa ban. Vì những lời chúng con ca tụng chẳng thêm gì cho Chúa, nhưng đem lại cho chúng con ơn cứu độ nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Vì thế cùng với ca đoàn các thiên thần chúng con ca ngợi Chúa và hân hoan tuyên xưng rằng: Chúa là Thiên Chúa càng đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời, tung đấng ngự đến nhận danh Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời. Lạy Chúa, Chúa thân là đứng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiên. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những của lê này, để trở nên cho chúng con mình và mau Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nôi: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thầy thưng ấy, sau bữa ăn tôi, người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nôi:
tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Chúng con loan truyền Chúa chịu trên và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và mau đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giám Mục Emmanuel chúng con, Đức Cha Thomas và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã đi trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hướng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể tức người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: Chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa sư cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy mang bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiền trì muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy tri ân Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con. Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Con chẳng đang Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán môn lời thì linh hồn con sẽ lành. Trong khu xóm và ngoài đường phố, để tất cả những người bạn của con nhận biết Chúa và sống yêu thương nhau. Giêsu, con
Tình Chúa yêu con. Có Chúa con không sợ hy sinh, có Chúa con không giúp tránh xa mọi tội lỗi, và sống trung thành với Chúa suốt đời con. Lạy Chúa Giêsu, con yêu mến Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con yêu mến Chúa biết bao. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con vừa lãnh nhân hồng ân cao cả, xin cho chúng con được hưởng ơn cứu độ dồi dào và không ngừng chúc tụng tạ ơn Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Sau thánh lễ các con sẽ ở lại trong nhà thờ để rồi cha sẽ phát bằng khen cho các học sinh xuất sắc năm học vừa qua. Rồi sau đó các con ra ăn sáng rồi trở về lớp của mình. Tại đó các con sẽ gặp các cô, các bác, các anh chị giáo lý viên để nghe nhận xét, lời khuyên nhủ về các cho các con một mùa hè tốt đẹp và một năm mới sang năm được tốt đẹp hơn. Cảm ơn các con. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.